nhớ vào đây. Sao mẹ lên mà chẳng bảo con để con bảo chồng con ra đón. Úi giời ơi, đón giúp gì. Ôi mẹ, mẹ phải để giày ở bên ngoài. Để giày bên ngoài à? Con cất dọn nhà cửa sạch sẽ hết cả rồi. Lạ nhỉ. Vâng. Này, mà mẹ nhớ ngày xưa ở nhà con có quét nhà bao giờ đâu. Ê, mẹ, con gái mẹ lấy chồng thì phải khác chứ. Ôi giời ơi. Này. Dạ. Con gái mẹ đây á? Thế mẹ không nhận là con gái của mẹ à? Ôi, này, đúng là khác thật rồi. Lớn thật rồi, trưởng thành rồi. Lấy chồng bà có khác. Nhà cửa gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp lắm ý. Ôi mẹ không biết được đâu. Anh ấy chăm chỉ lắm, còn chăm hơn cả mẹ cơ. Anh ấy quét nhà, giặt quần áo, cái gì anh cũng làm hết. Chẳng trừ việc gì đâu mẹ ạ. Con hạnh phúc lắm. Thật á? Vâng. Anh. Hử? Anh có nhớ sắp tới ngày gì không? Sắp ngày rằm chứ gì? Khổ quá. Không phải là rằm. Rõ ràng anh nhớ hôm nay là 14 âm rồi mà. Em đã bảo không phải là mùng 1 hay là hôm rằm gì cả. Anh. Sắp tới là kỷ niệm một năm ngày cưới của hai đứa mình đấy. Anh biết rồi, anh thử xem em có nhớ không thôi mà. Anh có định tổ chức một bữa tiệc nhỏ hay là hai vợ chồng mình đi chơi ở đâu xa xa một tí để kỷ niệm ngày này không? Tốt nhất nhé, là chúng ta hãy dành một phút im lặng để tưởng nhớ ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng mình nhé. Này, thôi mà vợ yêu, đừng giận anh nữa cho xin lỗi nhá. Không. Thôi mà đừng giận nữa. Kỷ niệm ngày cưới mà không nhớ, đã thế á, cho nếm mùi. Lần sau không dám như thế nữa. Anh sợ rồi, anh chưa rồi. Thôi cho anh xin lỗi nhá. Ngày mai kỷ niệm một năm ngày cưới của mình rồi, em cứ giận như thế không hay đâu. À thế này, hay là anh sẽ mua cho vợ một bộ áo khoác thời trang tuyệt đẹp, ok? Không. À, cái này thì không thể không được này. Anh sẽ mua cho em một chiếc xe tay ga đời mới nhất, ok? Không. À, cũng không. Lạ nhỉ. À này, cái này thì không thể không được này. Em thích đi du lịch đúng không? Vợ chồng mình sẽ đi du lịch nửa tháng liền ở trên núi, ok? Không. Lại không. Em buồn cười, giận thì giận vừa, giận gì mà lâu thế. Thế bây giờ tóm lại em thích cái gì em nói luôn xem nào. Đến kỷ niệm ngày cưới á, anh cũng không nhớ. Chứng tỏ là anh không trân trọng cái gia đình này á. Như thế em... Sao? Em ly hôn đấy. Cái gì? Ly hôn á? Không được. Anh chưa có dự định chi nhiều như thế cho việc ly hôn. Nếu mà ly hôn, anh phải chia đôi nửa gia sản của mình chứ chẳng chơi đâu. Thôi. Em từ phương xa tới đây à? Vâng, em nghe người ta đồn thầy có một phương thuốc rất là quý hiếm. Thế nên là em đã lặn lội tới đây để chăm sự nhờ thầy đấy ạ. À? Chị tìm đúng người rồi đấy. Vâng. Ê, vào đây, vào đây. À, vâng ạ. Vào đây. Ngồi xuống. Vâng ạ. Này, dạ. Ê, chị chữa cái bệnh gì đấy? Dạ, chả giấu gì thầy. Tay đây thầy bắt mạch chứ này. Em lấy chồng được gần 10 năm rồi. Này, chị hiếm muộn đúng không? Chưa có con đúng không? Ôi thầy giỏi quá. Này, thầy mà lại cái gì chả biết. Dạ vâng ạ. Này, chị đến đây là tìm đúng chỗ rồi đấy. Vâng. Tôi nói không phải là bốc phét đâu. Vâng ạ. Thế nhưng mà có một cặp vợ chồng ấy lấy nhau 20 năm rồi nhưng mà chưa có con. Đến đây tôi kê thuốc phát có con luôn. Ôi trời ơi, thầy ơi, những 20 năm mà vẫn có con nhỉ? Ôi thầy giỏi quá thầy ạ. Vâng, thế thì em chăm sự nhờ thầy. Thầy cắt cho em vài thang ạ. Được rồi, tôi sẽ cắt cho chị vài thang. Vâng ạ. Vâng. Nhưng mà buồn quá thầy ạ. Sao?
Bây giờ tìm được thuốc tốt như thế này, thế mà chồng em lại đi vắng ạ. Ôi dồi ôi, này, chị không phải lo về cái vấn đề đấy nhá. Thuốc này của tôi ấy, dù trời mưa hay trời nắng, dù chồng đi vắng hay chồng ở nhà, đều có con tất. Này, chồng chị đi mấy năm? Mày đi 2 năm rồi. Ôi, ạ. Quá bình thường, quá bình thường. Sao thấy nó tuyệt vời như thế à? Chồng đi vắng vẫn có thai ạ? Này, chị có biết thuốc của tôi là nó được chiết xuất từ đâu không? Dạ em không biết ạ. Này, hàng nghìn, hàng triệu triệu năm trước, sơn tinh với cả thủy tinh đánh nhau 500 trận qua 500 năm mới chiết xuất ra được cái thuốc này đấy. À thế hả thầy? Ừ. Ôi trời ơi, sao lại vi diệu thế nhỉ? Ôi thầy cho em gửi tiền ạ. Vâng. Tiền à? Vâng. Cho tôi xin 5 triệu. 5 triệu là thế nào ạ? 5 triệu? 5 triệu một thang này ạ? Ừ. Đắt quá thầy ạ. Đắt quá à? Thế thì để tôi mua hết. Dạ, thầy ạ. Thầy để lại hết cái đống thuốc này cho con được không ạ? Rồi. Anh ơi, tôi đã cũng mua rồi mà. Rồi, chị làm sao đủ trình độ mà mua được thuốc của thầy? Tôi nói cho chị biết nhá, thuốc của thầy nhá là thuốc biệt dược. Nghe chưa? Lợi hại lắm. Chị nghe thấy chưa? Này, cái thuốc của thầy nhá, ngoài cái công dụng đặc biệt nhá là chữa vô sinh. Vâng. Đúng không? Vâng ạ. Nó còn chữa được cả tỷ bệnh nữa. Nào là mỡ máu này, tiểu đường này, ung thư này, gút này, nói chung là tuốt. Quý hóa quá. Vâng ạ, thế thôi thầy ạ. Con lấy thang này ạ. Vâng. Từ. Nhưng mà tất cả những công dụng đấy là toàn từ mồm thầy nói ra thôi. Này, anh nói cái gì đấy? Hả? Cái gì? Thế là thế nào ạ? Dạ, thưa thầy, chắc là thầy quên con đúng không ạ? Chính 2 tháng trước vợ chồng con đến đây cũng mua thuốc của thầy để chữa cái bệnh hiếm muộn vô sinh. Thầy còn nhớ không ạ? Tôi nhận ra rồi. Này, anh đến đây cảm ơn tôi, cảm ơn tôi. Dạ vâng ạ. Nhờ ơn phúc của thầy nên là vợ tôi cấp cứu trong bệnh viện cái kìa, hơn 1 tháng rồi mới được về đấy. Này, anh đến đây anh nói linh tinh cái gì đấy? Linh tinh cái này. Anh đến đây mà anh nói linh tinh nhá, anh sùi bọt mép nhá, mắt lác, mồm sạch nhá, lở mồm long mọng nhá. Ông giỏi, đánh tôi đi, đánh đi. Này, tôi nói cho ông biết nhá, cái đống thuốc vớ vẩn này của ông nhá, ông vừa bảo là gì? Thuốc gì? Cam nghìn năm. Đây là cam nghìn năm á? Đây là cam thối ông mua ngoài chợ nghe chưa? Này, tôi hôm nay tôi đánh ông với cái mổ mồm. Chú cứ nghe chị, cứ nhẹ nhàng thôi, không được gì phải như thế nhá. Nhưng mà bực cứ bình tĩnh. Đấy, nhẹ nhàng như chị đây có phải là tốt không hả? Tắt luôn nào. Ôi giời. Mày có biết mày bảo mất bao nhiêu công sức và lặn lội từ đường xa đến đây không hả? Thế mà mày ôi, lừa, ôi, định lừa ta. Chị ơi, chú cho thằng lừa đảo. Thôi chị khổ quá. Thôi, chị vừa bảo em bình tĩnh, chị hết sức bình tĩnh nhá. Được rồi, chị bình tĩnh. Nhưng mà chị đi lắm rồi. Thôi em chị, việc đâu có đấy nhá. Cứ cho đây là thuốc đều đi. Thế nhưng mà cậu lấy căn cứ ở đâu? Đây là thuốc đã làm hại đến vợ cậu hả? Vợ chồng cậu ăn biết bao nhiêu là thứ, tại sao lại đổ hết tội cho tôi hả? Tôi nói cho ông biết nhá, cái đống thuốc vớ vẩn này của ông nhá, tôi đã mang đi giám định anh nghe chưa? Trong đấy có cả độc tố đấy. Ôi. Cái gì? Độc tố. Đúng. Này, ông yên tâm, ông cứ ngồi đây nhá. Một lúc nữa công an sẽ đến làm việc với ông nghe chưa? Công an. Cô ơi, cháu lấy được rác cô ơi. 3 ngày này không lấy. Chào em. Chào anh ạ. Em đi đâu đấy? Anh đứng ở đây làm gì đấy? Anh đứng để anh xem cái xe của anh kiểm tra xem có vết xước sơn nào không. Với lại anh thử xem có đủ cân không mà. Cái gì cơ? Anh bảo là xe này là của anh á? Đương nhiên. Em nhìn xem cả cái vùng rộng lớn này, cả một con đường thênh thang này, làm gì còn ai khác đứng cạnh cái xe này. Đương nhiên đây là xe của anh. Em phải công nhận xe của anh đẹp thật đấy. Anh mua có đắt không hả anh? Ôi, phọt vẹt mà, có hơn 100.000. Anh nói thật nhá, con xe này anh mua chỉ để đi uống trà, phục vụ cái thú vui tao nhã của anh thôi. Chứ còn những cái việc khác á, anh đi những con xe đắt tiền hơn nhiều. Một cái xe sang trọng như thế này mà anh chỉ dùng để đi uống trà. Tất nhiên. Anh tào nhã thật. Anh quá tào nhã. Chờ anh tí nhá. Alo, nước rác à? Lấy sau nhá. Anh nói thật với em nhá. Dạ. Cái xe này ấy,
Một năm anh chỉ đi 2-3 lần thôi. Còn cái việc thường xuyên anh hay đi là anh dùng một con lộng lẫy hơn rất nhiều, đắt tiền hơn rất nhiều. Đây là chưa kể đi chơi anh còn dùng con cánh vảnh cơ. Xuống vắt là cánh vảnh lên đi, rất sang trọng, lịch lãm. Anh đại gia thật đấy. Anh đại gia quá gì nữa. Anh ơi, em hỏi ký không phải. Anh thì đại gia như thế, xe anh thì đẹp như thế này. Thế mà sao cái điện thoại của anh trông có vẻ không phong thủy lắm nhỉ? Ôi giời, anh nói thật với em nhá. Điện thoại đẹp hay xấu không quan trọng, mà quan trọng nó là người dùng, em hiểu không? Cái điện thoại của anh ấy, nó như thế là bởi vì anh là người hoài cổ. Đấy, ngày xưa khi cả thế giới chưa ai có điện thoại, anh đã có nó để nghe gọi. Chính vì thế nên anh rất là coi trọng đồ cổ, anh thích đồ cổ. Anh thích sưu tầm đồ cổ à? Đúng rồi. Anh đang làm nghề gì ạ? Anh buôn nước rác. Ý anh là anh làm rất là nhiều ngày. Ví dụ như là lúc anh làm thợ xây này, lúc thì anh lại đi buôn đồng nát để nhiều khi hứng chí anh lại lên bán quán ăn ở cổng trường cấp 3. Hay là nghề gì anh làm hết. Thế là thế nào ạ? Không, ý anh là nhà anh có cả một công ty đa ngành đa nghề em ạ. Về vật liệu xây dựng này, về ăn uống này, rồi là về đồ điện tử các thứ. Anh dịch nôm na như thế để cho em dễ hiểu thôi. Đấy. Ra thế ạ. Em trông đẹp này, đi đâu đây? Em đang định đi có tí việc ạ. Nhưng mà bởi vì em đang gặp phải một tên khoác lác nên em chưa đi được. Láo, láo quá. Đứa nào dám cản đường em? Cả khu này á, em chỉ cần nói tên phát anh xử lý ngay, chờ anh một tí. Các em chuẩn bị nhá, anh gọi phát lên đường luôn. Thôi thôi anh ơi, em xin ạ. Mấy cái đấy em có thể tự giải quyết được. Tự giải quyết được cái gì? Xe của anh đẹp thế, có khi cho em đi nhờ một đoạn. Ôi trời ơi, người phụ nữ xinh đẹp như em xứng đáng phải ngồi lấy cái xe đẹp, yên tâm. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em ơi, dạ. Từ nãy giờ anh mở cửa vào ấy, xong rồi anh lại đóng cửa lại, anh lại chốt để chìa khóa trong xe. Thế nhưng mà bây giờ anh đang đi tìm gạch để anh đập kính mà không lấy được chìa khóa. Nhưng mà thôi, cái chuyện đấy là chuyện anh tính sau. Bây giờ anh muốn hỏi em là em có thể cho anh số điện thoại này, Facebook, Zalo để thỉnh thoảng anh đánh vào xe đến mời em đi uống trà đạo được không? Dạ, anh chờ em một tí ạ. Cửa xe mở được rồi đấy em này. Hay quá. Sao nhỉ? Lại đóng em ạ. Vâng. Xe này như có ma. Không phải đâu anh ạ. Người anh ạ. Người à? Chìa khóa mà. Em. Thế hóa ra em là chủ cái xe này à? Dạ vâng ạ. Em chào anh nhá. Em ơi. Em ơi, anh bảo này. Này, em ơi, anh. Ôi, em ơi. Ê. Tôi. Cho một tí. Cô gái đảm đang, em là cô gái giỏi giang. Ôi mẹ dậy rồi đấy ạ? À? Ôi giời ơi, đảm đang. Sáng ngày ra đó là hở mới hết. Tôi không sợ không hàng xóm láng giềng người ta cười chưa? Mẹ, con có hết đâu ạ? À? Con chỉ hát cho vui cửa này, với nhà này, thôi. Này, cô hát như thế, cô muốn là tôi tăng sông tôi chết có đúng không? Để cô chiếm cái nhà này có đúng không? Không, mẹ nói nhỏ thôi, hàng xóm nghe thấy lại tưởng thật đấy ạ. À. Thế thằng Sơn đâu rồi? Dạ, anh ấy đi công tác đột xuất rồi mẹ ạ. Tại mẹ ngủ cho nên anh ấy không gọi đấy. Công tác đột xuất á? Vâng. Sao cái công ty nó lại vô duyên thế nhở? Vừa mới cưới nhau, đang tuần trăng mật lại công tác là thế nào? Thì người ta gọi là công tác đột xuất mà mẹ. Thôi, con mời mẹ ăn trưa. Mới sáng ngày ra đã ăn trưa, lại vô duyền nữa. Ôi mẹ ơi, bây giờ là 11 giờ trưa rồi mà. Thôi. Ngủ nướng, quên. Ôi dồi ôi, cái gì thế này? Ôi dồi ôi, sao nhiều thịt, nhiều tôm, nhiều... Rồi ôi, cô hoang phí quá. Một mình tôi ăn như thế này thì làm sao mà bán hết được. Cô có biết các cụ thường nói là cái gì không? Vén tay áo xô đốt nhà tang giấy là như thế này này. Phí phạm. Trời, trong cái mặt mũi cô tử tế, tinh khôi, xinh đẹp như thế này, nhưng bên trong là mưu sâu kế hiểm đúng chưa? Cô muốn tôi ăn nhiều tôi bị gờ út đúng không? Cô biết gờ út là cái gì không? Gờ út là cái gì à mẹ? Ôi trời ơi, lại gờ út mà không biết là cái gì. Sao cô thông minh lắm cơ mà. Gờ út là gút. Cô muốn tôi ăn nhiều những cái thứ này vào để tôi bị gút, tôi bị bệnh, tôi chóng chết để chiếm cả cái gia sản này chứ gì. Ôi mẹ ơi, không phải, ý con không phải là như thế. Người ta có câu nhá, ăn sáng như vua, ăn trưa như hoàng hậu, bằng ngày đồ ăn là ít đấy mẹ ạ. Nhất là hoàng hậu của con. Hoàng hậu à? Hoàng hậu thì ăn. Mà mẹ ơi, con mới về làm dâu, còn nhiều cái con chưa biết đấy. Có gì mẹ dạy bà con mình nhá. Cái khoản nấu ăn thì tạm được. Ôi trời. Này, ai đánh ra tôi nhờ tí. Mẹ ơi, bạn rửa con. Ta đi xong chưa? Nhanh con mang về rửa thì con đi mấy chỗ nữa đừng.
thì chị làm sao? Chị rồi chưa? Chị nói nhỏ thôi chứ mẹ em nghe thấy bây giờ thì... Cái gì đây? Khổ thì... quá đi bảo lấy bát đĩa này. Chị đi đi nhanh lên đi nhá. Tôi còn đi chạy số mấy nào. Ôi này 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 này, ăn tiếp cái gì? Ôi dồi ôi, hóa ra là cô mới chân ướt chân ráo về làm dâu nhà tôi mà cô đã bày đặt lừa dối. Hóa ra tất cả những món ăn này là cô đặt. Cô không nấu nướng gì cả có đúng không? Đồ dối trá. Mẹ ơi, con có bảo là con nấu được à? Con chỉ bảo là con dậy đến 5 giờ sáng để chuẩn bị cho mẹ thôi mà. Ôi bày đặt, dối trá. Khóc à? Hả? À? Đây, tôi nói cho cô hay nhá. Khóc to lên. Đây, khóc to nữa đấy. Nữa lên để trôi hết tất cả cái thức ăn này đi. Đây dỗi rồi, không thèm ăn nữa. Mẹ ơi. Dề. Mẹ. Hoàng hậu à? Hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu á? Được. Thế thì trưa nay hoàng thái hậu không ăn có đúng không? Vậy thì chiều hoàng thái hậu muốn ăn cái gì ạ? Ăn gì cũng được. Thế thì hoàng thái hậu phải nói rõ ý đó chứ. Rang xào luộc nấu được tất. Thế thì có ngay. Này, đi chuẩn bị đi, kỹ càng rồi nhá, 30 phút nữa mới được về. Vâng ạ. Con bé này sao giờ này nó bảo là nó chuẩn bị cơm chiều kỹ lưỡng mà sao giờ này sao lạnh tanh lạnh ngắt thế này nhỉ? Quỳnh ơi! Quỳnh! Em là cô gái, đàn đàn, em là cô này, gái, giỏi giang. Này, nghe tôi hỏi đây, thế cơm chiều đâu? Chị bảo chị chuẩn bị kỹ lưỡng cơ mà, đâu? Vâng, thì mẹ bảo con chuẩn bị cái gì? Vừa rang. Rang đâu? Vừa nấu. Nấu đâu? Vừa xào. Xào đâu? Vừa luộc. Luộc đâu? Đây, vừa rang, vừa nấu, vừa xào, vừa luộc. Cái gì? Vừa rang, vừa nấu. Vâng ạ. Vừa xào. Đúng rồi. Vừa luộc. Vâng ạ. Úi giời ơi, cái này á chỉ có luộc cái đầu thôi. Của ông ấy. Của tôi à? Ừ. Tôi xin nhá. Nợ nần xong rồi nhá. Này, tôi nói cho ông biết, nếu mà cái dự án ấy thành công ấy thì chỗ này không là bao nhiêu cả. Tôi không thể đứng tên được ở cái dự án ấy một mình. Ông hiểu chưa? Thế à? Nhưng mà nếu anh em mình kết hợp làm ăn ấy. Ừ. Nói thật là ông còn có thể mua được tận 3 cái nhà như thế này. Ba cái nhà như này cơ. Chứ còn sao nữa. Quay. Anh ơi. Anh tìm cái gì đấy ạ? Em ơi, em có thấy cái phong bì anh vừa để đây đâu không nhỉ? Rõ ràng anh vừa để đây xong quay ra quay vào chả thấy đâu. Ơ, phong bì nào thế hả anh? Khổ quá, cái phong bì thằng bạn anh nó trả nợ. Mà hôm trước anh vừa cho nó vay mấy triệu, anh nó cẩn thận để đây rồi, thế mà quay ra chả thấy đâu cả. Thế thì em không biết. Này, có đúng là em không biết không? Thật. Này, anh bảo này, lúc nãy anh đã đi làm về, anh vô cùng cẩn thận, anh đã để cái phong bì dưới hẳn cái quả địa cầu này rồi. Trong nhà chỉ có anh và em, chả nhẽ lại mất à? Mà anh chả hiểu nào cái phong bì nó có cánh đâu nhở mà nó lại tự nhiên bay được à, đúng không? Ui giời ơi, bây giờ à thiếu gì thứ không cánh mà bay hả anh? Anh cứ thử để à cái xe 5 phút ở ngoài cổng xem nó có bay mất cho anh xem không. Quá, đấy là ngoài ngõ nói làm gì, đây là trong nhà chỉ có anh và em, chả nhẽ trộm nó lại đi vào đây để nó lấy được đồ. Mà nhà bao nhiêu thứ nó không lấy, nó lấy mỗi cái phong bì, đúng không? Anh biết rồi. Anh biết vợ anh là một con người vô cùng cẩn thận, vô cùng tỉ mỉ. Cho nên là chắc chắn em đã cất hộ anh phong bì rồi. Anh xin. Đúng đấy, tôi cầm của anh, nhưng mà tôi cất đi rồi, tôi không trả lại đây. Ồ hay. Phong bì của anh em cất điểm gì? Tóm lại là bây giờ em muốn thế nào? Em chẳng muốn thế nào cả. Vừa rồi anh chẳng nói phong bì của anh còn gì. Quá, phong bì của anh thì đương nhiên là của anh. Nhưng mà tóm lại nhá, từ nãy đến giờ em vẫn muốn thế nào? Anh làm tôi thất vọng quá đấy. Ngày xưa, trước khi lấy tôi, anh bảo cái gì của anh cũng là của em. Vậy mà bây giờ... Thôi, khổ quá, thì cả cái tấm thân to đùng này bây giờ là chả là của em. Mà anh nói thật nhá, em cũng phải cho anh một tí riêng tư chứ, một tí bí mật chứ, cái gì cũng phô hết cho em thế. À, bây giờ lại còn riêng tư. Anh ta gan lớn mật lắm rồi nha. Sau này có khi á, anh còn dẫn gái về nhà ấy chứ. Anh là... Được rồi, bây giờ nhá, áo anh mặc
cơm anh ăn, giường anh nằm. Chào anh. Thôi, này này, khổ quá, đi đâu đấy? Thôi được rồi, bây giờ thế này. Bây giờ thôi, anh biết lỗi rồi, cho anh xin lỗi được chưa? Anh sẽ thay đổi, được chưa? Được rồi. Thế thì bây giờ anh phải thay đổi cách suy nghĩ của mình đi, nhất là từ những câu phát ngôn của anh ấy. Ôi, phát ngôn như nào? Anh không hiểu. Anh hiểu rồi. Tức là ý em muốn nói là bây giờ anh không được nói là của anh, của em, mà phải nói là của chúng mình, đúng không? Được cái gì chứ, quá đơn giản. Yeah, anh làm được nha. Vậy thì bây giờ nhá, anh cho em ví dụ đi. Ví dụ luôn bây giờ? Được. Em ơi, cái phong bì lúc nãy trên bàn của anh. Cái phong bì lúc nãy trên bàn của chúng mình. Em cho anh xin. Của anh, của chúng mình, tức là của em. Tốt tốt, anh thông minh nhất mình bắt bỏ này luôn. Thế anh đi được chưa? Chưa, anh phải cho em thêm một ví dụ nữa đi. Lại thêm một ví dụ nữa? Được rồi, em ơi. Quỹ đen. Quỹ đen của chúng mình cũng là của em. Được chưa em? Ôi, chồng em đúng ạ, number one. Quân ơi. Ủa à đây. Sao ông muốn ngồi đây, ông hẹn tôi mấy giờ? À? Em ngồi xem con này. Vào uống chén nước đã, vào đây. Nhưng mà muộn rồi. Cứ ngồi đây uống chén nước đã, còn 15 phút nữa mới đến giờ. Tôi bảo. Ông chờ tôi 5 phút nữa, tôi bảo vợ tôi chuẩn bị một tí rồi em đi luôn nhá. Được rồi, nhanh. Em ơi, em vào chuẩn bị cho anh một đôi tất trắng này, một đôi giày trắng của anh. Em bỏ thêm cho em một chiếc quần đùi xanh của chúng mình và một cái túi rồi anh ơi, nhanh đi cho kịp nhá. Này, tí xong tôi vương bàn cái dự án. Không, bỏ ra. Sao thế? Ông vừa nói cái gì cơ? Của chúng mình á? Của chúng mình. Ôi dồi ôi, đến cái quần đùi mà hai vợ chồng ông còn mặc chung với nhau. Bây giờ cái dự án của tôi và ông mà thành công, đang từ chia đôi thành chia ba. Ông bị dở hơi à? Chào ông. Ơi, đây. Đây. Anh ơi, dự án gì đấy hả anh? Ôi, khổ quá. Ông Huy đâu có một dự án, nhưng ông không đứng tên được. Ông nhờ anh phải đứng tên rồi ông hứa là lợi nhuận sẽ chia đôi. Thế bây giờ ông đến đây ông tưởng là thành chia ba. Ôi giời ơi, anh ơi. Ôi xuống đây, thấy chưa, anh đã bảo rồi. Từ giờ thì bỏ cái câu của chúng mình đi nhá. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.